Hi anh em. À, bắt buộc là hai cái này rồi. Khác rồi. Xong rồi nếu mà còn tiền thì mình sẽ cân nhắc là mình mua thêm một con gì đó nhỉ. Những chiếc giò sẽ chờ đầy hoa phượng nở. Em vì là phượng trắng đánh khôi. Ốp đẹp đấy. Vừa đủ. Trách phạt. Tội chí mạng này không ngon lắm nhỉ. Phải mất đấy con quy len của đấy thì ok đấy. Lo này, có thể lo. Này hẳn đi, mình lấy thêm đấu sĩ ở floor đi. Hoặc là thêm sát thủ cho Nakot. Tại Nakot đầu game nó cũng khó ulti được. Ôi này còn có rồng có thương này đẹp thế. Ui rồng bãi thổi đẹp thế, mà rồng mình thổi xấu quá vậy. Lợi ích của những người có thương à. Rồng bãi thổi đẹp thế. I think I let my conscience tonight, six times. Thằng Rock phải đi tiếp nhỉ. Mong thắng trận này. Thằng này mình bán Darcy. Xong bán Floor. Bán Floor tiếp nhỉ. Ê bạn đồ đẹp ấy. Truy hồn xong rồi thương xuyên phá. Đồ xịn. Ghét thật. 20 này, trận này sẽ lên 29 này. Bốn hạng ám liệu có thắng được không nhỉ? Không có floor. Ám chả đủ ra. Không đủ ra được. Trận này bốn hạng ám quẹt hết. Khó lắm anh em ơi. Kệ, cùng lắm bán floor nhá. Bọn hơi tính. I think I let my consciousness die, diamond. Thổi đẹp này. Gần đẹp, là bắt ulti được một phát. Ô thắng này. Không ngờ thắng được thật. Chỗ thắng 2 đúng không? Ừ, okay. I'm here right now. Một nhà hát ám, hai nhà hát ám, ba nhà hát ám, bốn nhà hát ám, năm nhà hát ám. Hey, năm nhà hát ám thôi mà. Chỉ đắp trên dọc. Nó thật đánh chế độ 4 vàng mà mình nó không ra thú, mình cũng... Mình cũng không thích đánh lắm. Rủi ro lắm. Không ra đồ cho anh em này, không ra các thứ cho anh em chơi. Cần bán Arduin nữa. Ôi, đi ngã. I think I let my conscience die, sit down in peace. Shall I compare thee to a summer's day? Mình thương bọn này bắt chéo góc mà.
Đau thế. Ừ, cho flo rồi thôi, cho dầm vào thôi. Trời ơi, sao lại thủ góc này rồi, chán thế. Đi một tí pha đẹp nè. Tham thêm một mana ở con floor quá. Đam quá anh em ơi. You need to forget when you show up in my door. Cần floor nhỉ? Hay ho nhỉ? Hay ho thế nhỉ? Cẩn thận. Ai thương hai bên cái nhỉ. Không được, sát thủ này hơi cản bước mình. Biết đã khỏe hơn đâu nhưng mà rồng mình sẽ thổi xấu.
The thrill of battle. I feel alive. Thiếu một cái ngọc đại. Còn thiếu một cái thương thiết phá. Tầm đại cho lâu rồi. Quên mất, mình cần gì đâu, mình có bán thần mà. Ném hai đồ này cho con nắp luôn. Sợ gì? Được mà. Sao đâu. Con đánh thường một vài phát ulti rồi. Rồng nó tự. Lần này, thế này quá nhiều mana cho rồng đấy chứ. Chiếc này nhiều mana con voi luôn. Quên đấy. Quên, có bán thần. Chẳng xếp tướng nhiều lắm vì cũng chẳng những counter nhiều nhà được. Một vài góc thổi nó đẹp đẹp một tí thôi chứ. Thì thường hai bên rồi. Thương bên này, này bên mình phân vân cái quả thương bên này nó sẽ thổi đi đâu. Thổi được hai bạn được rồi. Hai bạn là nhiều rồi. Hai nghìn đam cho câm lặng được, em câm lặng đam to được. Đấy, bị dính choáng này. Xấu nhỉ. Có cái để nguyên tố này nó có sợ bị thiếu đam không nhỉ? Nguyên tố tanh trâu hơn nhưng mà đã hơi thiếu đam không? Có xem ca đấy nhưng mà Nakot là sẽ phải Nakot nửa mana. Nhưng mà Nakot này sẽ trâu hơn, chém thường đau hơn. Các thứ problem places này bỏ đi. Lên 2 thì chắc là cũng lấy thôi. Phía mình cũng chơi tụ len. Dòng nắp này thì phát 9 thôi, lên 9 thôi. Dòng thổi đẹp này. Không có đam nhỉ? Ai ba mấy tợ săn quỷ sao không có đam vậy?
Ai tự săn quỷ mà trâu nhỉ? Chắc con Yon này có đồ gì sao? Yon đồ xịn sao? Yon bột. Thôi đấy khi Yon bay luôn chứ. Lẽ ra là Yon bay luôn. Đây à. Chi hồn. Hai đồ kia. Thiếu ngọc đại nhỉ? 150 đúng không? 150 cộng 35 trừ 35 là bằng 35 cộng 40 cộng 40. Trăm 115 à? 115 mà lên 150 cũng xa vời phết nhỉ. Hey. Có làm gì đi em? Trời ơi. Đi một phát, ok. Đặt lên cao đi một phát nào. Đẹp vào, đúng rồi. Chết bớt đi. Chết bớt tướng đi chứ. Một chút châu châu. Còn gì. Tố tiếp cũng được, na cót này cháu vẫn ulti được một lần. À, truy hồn không? Cho mình hơi gác cái này tự tin hơn này. Chính lại con này nhá. Cái này cho con na cót. Nhầm. Đó, na cót hai đồ đi. Hai đồ một cái liềm đi. Dầu mà đánh thường một phát đi. Dầu đánh thường một phát mình nghĩ uy tín. Phát ưu tiên sớm hơn một chút. Ask me tonight, that's the question. No, 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 no. Wait a minute. I need to let me catch up on time and diamond piece. Mình đang mà nó có không? Dòng thừa đẹp. Ui, nó có không được sấy luôn kìa. À đây vẫn được một phát máy quá anh em ơi. Máy ở đấy không na cót công ty được mình đi đấy. Dòng thì chấp nhận bởi vì con dòng bây giờ mình thổi nó cũng xấu. Dòng bây giờ thổi xấu nên là chấp nhận cho nó đánh thường một phát vậy. Sau lên không hề vội thêm một tướng nữa mình chả biết thêm con gì, thêm phù thủy say young gun with a quick fuse. I was uptight gonna let loose dream big things. Leave my old life behind. Yes sir, not follower. Ngọc đại của cái này ngon này. Ngọc đại hoặc thương. Ngọc đại thương được. Phong thunder. Không gì bất ngờ. Right here, right now. Rộng đi. Đánh cho ông men được.
Hay là chú tốc đánh cho con này gì, thêm tí mana thêm tí đánh thường. Biết đâu lại làm đến chuyện gì đúng không anh? Chắc chắn là lên cái chuyện gì đâu nhỉ. Lần tiên rồng gánh này, gánh phết. Chia cho tốc đánh cho rồng đi, cho các rồng ba đồ ra. Rồng ba đồ. Chắc phải lấy thương thôi. Thì thằng ca bay, chị thằng ca ở lại cũng được. Rồi, thằng ca ở lại đi. Rồng đánh thường, rồng đánh thường một phát xong rồi nó ulti được không nhỉ? Phát thương lên kia. Phương hai bên mới đau chứ. Cứ một phát đây. Cho nó có ulti một phát. Thú vị nhỉ. Hay là một tí bay bay đi nhỉ. Opens now. Lights is fleeting. Darkness, victory means truth. Hay là mình cho con à, cho con gì nhỉ? Cất kèo. Không biết ném nào. Đi lâu, đi lâu đấy. Lily cũng gánh ấy, trông thấy Lily cũng gánh ấy, mình có bỏ thôi. Em có Lily 3 nhỉ? Còn nhiều tiền nhiều thời gian. 73 máu thì cũng nhiều tiền nhiều thời gian thật. Em có đi Li Ba được. Xa vời quá, trông xa vời vời. Chắc phải lấy một con ngọc đại thôi anh em ơi, chúng ta không còn gì khác ngoài ngọc đại. Vì hai là quá lắm rồi. Con cát này không có đồ này. Dòng này thì auto ulti. Tôi dòng ulti được. Mình phát đánh thường ấy.
chi hồn ăn cho không trường cho dầu được thêm một chi hồn nữa cũng ngon. Không cần thêm một cái chi hồn nữa. Gì thêm một thôi. Rồi. Cái gì trợ thủ à? Trợ thủ con đi lùi với ulti được luôn cơ, cái ngọc đại. Ngọc đại. Thêm cầm nhé, cho bạn ấy đỡ phải chơi nhé. Rồi. Chậm 1 giây anh em ơi, ulti chậm 1 giây à. Chỗ đó hèn hèn đấy nhỉ. Chậm 1 giây trông hèn dã man. Lấy cả ấy nhá anh em, chúng ta phải lấy cả đặt thêm cả Illu cho bạn này đỡ phải cầm cát xuống đáy à. Ngọc đại ngoài ba đâu nhỉ? Ulti chậm quá. Ly cào ulti. To đấy, đạm to đấy, đạm gánh đấy em ơi. Cắt hai thành con cắt một mà hòa cũng được, hòa cũng được, cân máu mệt. Thương hai bên quên mất mình, cái thương mình nó đang ở để đây, mình bị thổi lệch pha đấy mà mình thổi con cát luôn nhỉ. Cho grab đi. Men. Men thổi sữa ăn. Một cát xuống đây. Gặp con cát bên kia của mình không? Hay cho một con cát mình sang bên kia nhỉ? Chơi con thêm bên kia. Thêm bố đau ấy. Một quả đau vậy. Chết được con cát này. Cho con voi mình sang bên đấy không? Voi mình sang bên đấy tanh rồi, con cát sang bên kia cản thêm. Con voi đứng thế hơi lệch. Ba ô. Phần nãy chẳng có thêm con tướng gì nữa. Thổi giữa đẹp rồi, voi đi. Voi đây nó quát bay lên. Rock xuống, moment là lại. Không, rock lại nữa. Đổi sang con cát ở bên này à? Đó, chơi nhỉ.
Chơi đi ở mày quá. Đêm dài nắm mộng anh em. Trợ thủ bán thần các thứ. Rồi em ơi, khi mình đến đây kết thúc rồi. Em thích clip trên thì hãy like, subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Giải thích anh Lily phết. Lily vui phết. Bye bye anh em.